Ukraine tuyên bố đánh trúng trung tâm liên lạc không gian của Nga ở Crimea. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 28 tháng 6 cho biết, quân đội nước này đã đánh trúng trung tâm liên lạc không gian của Nga tại Crimea. Đăng tải trên Telegram, bộ này mô tả mục tiêu bị nhắm trúng là một thành phần quân sự có giá trị trong hệ thống định vị và liên lạc vệ tinh của lực lượng Nga. Hãng tin Reuters cho biết họ hiện không thể xác minh thông tin trên, nhưng dẫn thông tin từ các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội địa phương cho thấy có nhiều vụ nổ được ghi nhận hôm 24 tháng 6 gần làng Vitino, trên bán đảo Crimea, nơi đặt trung tâm liên lạc của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng Nga trong tuần qua đã thực hiện 17 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và drone nhắm vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, trung tâm hậu cần, khu vực triển khai của quân đội và lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine. Nhóm mặt trận phía Bắc của Nga đã tiến sâu vào phòng tuyến của quân đội Ukraine và gây thương vong cho 1.560 quân địch ở vùng Kharkov phía đông bắc Ukraine. Ukraine để ngỏ kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga, hòa bình liệu hé mở. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua, 28 tháng 6, tiết lộ nước này chuẩn bị một kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga. Cùng với tuyên bố của Nga, tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Ukraine được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua ở quốc gia Đông Âu này. Phát biểu của Tổng thống Ukraine trong cuộc họp báo ở thủ đô Kiev sau cuộc gặp Tổng thống Slovenia vào thời điểm gần 2 tuần sau khi Tổng thống Vladimir Putin cũng để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine. Tuyên bố yêu cầu phải đảm bảo độ tin cậy của bất kỳ cuộc đàm phán nào trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán khó khăn, trong đó có đàm phán hòa bình Ukraine ở Istanbul và Minsk. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại với phía Ukraine. Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán với phía Ukraine, tùy vào tình hình thực tế và điều kiện của chúng tôi. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, mặc dù cùng đưa ra tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng hai bên đều đưa ra những điều kiện tiên quyết mang tính trở ngại khó giải quyết. Vào cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh cho nước này. Nga đã bác bỏ và xem các điều kiện này của Ukraine là phi thực tế. Kế hoạch của Nga nhằm xây dựng trật tự thế giới đa cực. Giữa khói lửa xung đột Ukraine và trong vòng vây của các lệnh trừng phạt từ phương Tây, nước Nga thời Tổng thống Putin kiên trì theo đuổi kế hoạch hướng tới một thế giới đa cực và nền an ninh bình đẳng, không bị chia cắt. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã trình bày nội dung và quan điểm mấu chốt của Điện Kremlin trong nỗ lực hình thành trật tự thế giới mới theo hướng phá bỏ ảnh hưởng quốc tế của Mỹ và xây dựng trật tự đa cực. Đại sứ Antonov có những chia sẻ này với tờ Newsweek trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Biden tìm cách thắt chặt hơn các mối quan hệ ở nước ngoài nhằm cô lập hơn nữa Nga, đất nước đang tiến hành xung đột vũ trang với Ukraine. Ukraine tuyên bố đã phá hủy một bộ phận giá trị trong hệ thống liên lạc vệ tinh của lực lượng Nga tại bán đảo Crimea, cùng với đó là bắn hạ một máy bay Su-25 tại Donetsk. Ukraine có thể làm gì để đối phó sát thủ bầu trời của Nga? Giải pháp thực tế nhất để đối phó với bom lượn là phá hủy chiến đấu cơ phóng chúng trên mặt đất hoặc trên không. Điều này có thể được thực hiện bằng cách triển khai kết hợp tên lửa chiến thuật, tên lửa không đối không và tác chiến điện tử. Mối đe dọa lớn nhất của Ukraine. Trong những tháng gần đây, Nga đã tấn công quân đội Ukraine trên tiền tuyến và các thành phố bằng bom lượn. Chúng là những quả bom lớn, rơi tự do được trang bị thêm cánh và hệ thống định vị vệ tinh, hoạt động tương tự như các vũ khí được trang bị bom tấn công trực diện phối hợp, GDAM của Mỹ. Hiện nay, Ukraine hầu như có rất ít biện pháp đối phó với các cuộc tấn công bằng bom lượn. Nga đã phóng hàng trăm quả bom lượn mỗi tuần nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở trên và sau tiền tuyến. Những quả bom này nhỏ và rất khó để phát hiện trên radar. Chúng không sử dụng hệ thống đẩy hay tỏa nhiệt để các thiết bị khác có thể phát hiện. Chiến đấu cơ Nga đã phóng bom lượn cách xa hàng chục km phía sau tiền tuyến, trong một khu vực tương đối an toàn. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 3.000 quả bom lượn đã được Nga phóng vào các mục tiêu của Ukraine hồi tháng 3. Theo ông, Kiev sẽ cần nhiều hệ thống phòng không Patriot hơn để ngăn chặn những quả bom này, phá hủy các cơ sở hạ tầng. Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Ukraine tổ hợp Patriot, nhưng tên lửa sử dụng cho hệ thống này rất đắt đỏ. Tổng thống Putin nói Nga cần thiết khởi động sản xuất tên lửa hạt nhân tầm trung. Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga phải phản ứng lại hành động của Mỹ và nước này, cần thiết phải khởi động lại hoạt động sản xuất các hệ thống tấn công của lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Liên quan đến vấn đề hạt nhân, trong cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin cho biết, chúng ta cần khởi động sản xuất những hệ thống này và dựa trên tình hình thực tế, đưa ra quyết định về nơi triển khai các hệ thống đó, nếu cần thiết để đảm bảo an ninh của chúng ta. Tổng thống Ukraine chuẩn bị kế hoạch chấm dứt chiến tranh. Ukraine đang chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để chấm dứt xung đột với Nga và kế hoạch này sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. Chúng tôi cũng sẽ vạch ra tất cả các điểm khác của công thức hòa bình và chuẩn bị kế hoạch toàn diện được đưa ra bàn trước với các đối tác. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là đưa ra kế hoạch chấm dứt chiến tranh mà đa số thế giới ủng hộ. Đây là con đường ngoại giao mà chúng tôi đang thực hiện, ông Zelensky nói. Xung đột Nga-Ukraine kéo thế giới tiến gần hơn đến chiến tranh hạt nhân. Các nhà phân tích hạt nhân cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine càng kéo dài và càng có nhiều hành động khiêu khích xảy ra trên toàn cầu, thì thế giới sẽ càng tiến gần hơn tới một thảm họa hạt nhân. Xung đột Nga-Ukraine kéo thế giới tiến gần hơn đến chiến tranh hạt nhân.
Các nhà phân tích hạt nhân cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine càng kéo dài và càng có nhiều hành động khiêu khích xảy ra trên toàn cầu, thì thế giới sẽ càng tiến gần hơn tới một thảm họa hạt nhân. Hồi tháng 1 năm nay, các nhà khoa học nguyên tử tiếp tục đặt đồng hồ ngày tận thế ở mốc trước nửa đêm 90 giây, giữ nguyên so với năm ngoái. Điều này cho thấy các mối đe dọa hạt nhân từ cuộc xung đột Nga-Ukraine không gia tăng so với trước đây. Tuy nhiên, việc đồng hồ không di chuyển thêm không đồng nghĩa với việc các mối đe dọa đã được bình ổn. Ivanonika Lichhill, chủ tịch Quỹ Hòa bình thời đại hạt nhân và giảng viên cao cấp về hóa học tại Đại học Columbia, và Peter Kuznick, giáo sư lịch sử đồng thời là giám đốc viện nghiên cứu hạt nhân tại Đại học Mỹ ở Washington, cảnh báo rằng các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng kết hợp với vũ khí tiên tiến mà các nước sở hữu hiện nay có thể khiến thế giới rơi vào một kịch bản không có ai là người chiến thắng. Đã đến lúc thay đổi chính sách đối với Ukraine và ngăn chặn leo thang trước khi quá muộn. Hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ, thiếu vắng sự tham gia của Nga đã không thể thúc đẩy mục tiêu đó. Hội nghị thượng đỉnh của G7 gần đây ở Italy, các tuyên bố của NATO hay các cuộc tập trận quy mô lớn đang được các bên tiến hành ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương cũng vậy, các nhà khoa học Hill và Kuznick nhận định. Các nước dần thay đổi học thuyết hạt nhân. Tiếp tục chơi cò quay hạt nhân không phải là một con đường có thể chấp nhận được. Hai chuyên gia cảnh báo, ám chỉ đến việc tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm của các thành viên NATO, bao gồm mức tăng ước tính 13% cho vũ khí hạt nhân toàn cầu lên mức kỷ lục 91,4 tỷ USD trong năm 2023. Theo chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, chi tiêu cho vũ khí hạt nhân trên toàn cầu trong năm 2023 đã tăng thêm 10,7 tỷ USD so với năm 2022, dẫn đầu là Mỹ, chiếm tới 80% trong mức tăng đó. Các chuyên gia đưa ra cảnh báo về chiến tranh hạt nhân do những leo thang gần đây và bất ổn địa chính trị, bao gồm không chỉ cuộc xung đột Nga-Ukraine, mà còn cả các mối đe dọa trên khắp châu Á và bạo lực tiếp tục ở Gaza. Bà cho biết xác suất xảy ra chiến tranh hạt nhân chưa bao giờ bằng không, đặc biệt là sau khi kho dự trữ ở các quốc gia khác nhau được tích lũy qua nhiều năm và vũ khí ngày càng tiên tiến hơn. Có những lúc xác suất đó tăng lên, chẳng hạn như ở thời điểm hiện tại. Thế giới bây giờ đã khác so với khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đoàn kết chống lại chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, một số nguy cơ vẫn còn tồn tại từ thời Tổng thống John F. Kennedy, cuộc khủng hoảng tên lửa, Cuba và chiến tranh lạnh sau đó. Ngay cả khi chúng ta ước tính rằng điều tồi tệ gì đó có thể xảy ra với xác suất thấp trong khoảng thời gian một năm, thì trong khoảng 50 năm hay 80 năm, xác suất đó có thể tăng vọt, bà Hill nói. Bờ vực thế chiến 3. Chuyên gia Kuznick cũng cho rằng, rủi ro ngày càng tăng cao trong thời kỳ toàn cầu tương đối bất ổn. Ông đề cập đến việc các quan chức Mỹ, quốc gia đã cung cấp cho Ukraine hơn 100 tỷ USD viện trợ, gần đây cũng bày tỏ lo ngại về việc Ukraine hồi cuối tháng 5 tấn công các hệ thống radar của Nga vốn có nhiệm vụ theo dõi tên lửa hạt nhân. Khi đó, giới Kyan Sát đã nêu quan điểm cho rằng đây không phải là một quyết định sáng suốt của Ukraine. Theo đó, việc tấn công một phần hệ thống cảnh báo hạt nhân của Nga không phải là một ý tưởng hay, đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng. Điều tốt nhất cho tất cả mọi người là hệ thống cảnh báo tên lửa hạt nhân của Nga hoạt động tốt. Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh thế giới sau lệnh bắt giữ của ICC. Nga cảnh báo việc thi hành lệnh bắt giữ quan chức nước ngoài có thể coi là hành động tuyên chiến sau khi Tòa hình sự quốc tế, ICC phát lệnh bắt giữ đối với hai tướng quân đội Nga. Ông Medvedev nói rằng việc không công nhận các quốc gia và các quan chức của quốc gia đó có quyền miễn trừ đôi khi có thể là một bước tiến tới chiến tranh. Về vấn đề miễn trừ, chủ đề này đã được đưa ra ở đây và tôi cũng đã nói về điều đó rồi. Tóm lại, việc không công nhận quyền miễn trừ của một quốc gia, bao gồm quyền miễn trừ tài sản, quyền miễn trừ của quan chức, là bước đi mang tính quyết định nhất đối với việc bắt đầu một cuộc chiến, và trong một số trường hợp thậm chí là chiến tranh thế giới, ông Medvedev cảnh báo. Ông Medvedev đưa ra tuyên bố, trên khi bình luận về lệnh bắt giữ do Tòa hình sự quốc tế, ICC ban hành đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Lệnh bắt giữ được đưa ra với cáo buộc hai tướng quân đội Nga gây tội ác chiến tranh, vì chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại dân thường và các hạ tầng dân sự ở Ukraine.